Yo, chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. À, ok, hôm nay thì mình có một cái sản phẩm được gửi từ Big Design ở Mỹ. Nhà cái này là miễn phí nha. Giống như là một món quà từ Big Design vậy đó. Lý do tại sao? Tại vì đây hôm bữa mình có mua một cái dây Big Design Anchoring. Thì cái version dây này là version 3. Và đây, phân biệt version 3 là các bạn nhìn này. Nó sẽ có nó cái tam giác nhỏ nhỏ chéo chéo gì đó. Rồi thấy không? Nó tam giác chéo chéo ngay trên này nè. Và hai mặt nó đều có chữ Big Design hết. Thì do là đa số người dùng họ phản hồi là cái dây này mỏng quá. Họ kiến nghị Big Design họ duyệt cấp cho một cái dây mới phiên bản 4, version 4. Và đây là cái bản cấp. Thì cái Anchoring của mình nó gồm bốn cái này, bốn cái khóa đỏ này, thì mình được gửi về nhà hoàn toàn miễn phí, món quà từ Big Design ở Mỹ, San Francisco. Đây, giờ mình sẽ mở cái này. Dạ, cái chi tiết để lấy được cái này á, mình sẽ bỏ cái link ở dưới cho các bạn tham khảo ha. Khi mà mình gửi xong á, mình nhận được một cái mail xác nhận thì cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần chụp hình cái sản phẩm của mình để họ xác nhận là đúng sản phẩm cần đổi, là hình như version 3 mới được đổi thì phải. Rồi mình cắt ha. Còn sau đó họ gửi mail xác nhận confirm và bắt đầu chuyển về cho mình, thì mình mới nhận được cách đây mấy ngày. Rồi, hôm nay mình mới có dịp để mình khui. Ok, mình cắt rồi. Rồi rất là đẹp các bạn, rất là đẹp, không có rất là chuyên nghiệp. Đúng rồi, rất là đàng hoàng chuyên nghiệp. Họ có cấp cho mình thêm những cái khóa nữa, những cái khóa inox nè. Ok, hello sắp mình ngắm con mình. Đây thì cái bản Big Design version 4 này nó cũng y là version 3 thôi, không có khác gì hết. Nhưng mà có điều là cái chữ Big Design á, nó chỉ có bên một mặt thôi. Nè, đây là cái mặt không có chữ Big Design nè. Còn cái mặt này là có chữ Big Design BD á, chữ BD á. Mình mở ra để mình xem ha. Cũng đấy ha. Hello. Hello. À, lùi ra con. Sóc, ta đang quay video mà. Quay video. Quay video. Quay video á. Rồi mình đang cắt cái bịch. Ok. Rồi. Đây mình sẽ gỡ cái Big Design khóa cũ ra cho các bạn so sánh giữa với sự khác biệt. Đây là cái phiên bản Big Design phiên bản 3 nè. Đây là phiên bản 4, các bạn nhìn thôi là cũng đã thấy là cái dây cái mỏng cái dày rồi ha. Còn đây Big Design nó có cả rồi, giờ sẽ cho dễ thấy nè. Đây nó có chữ BD hai mặt, đây BD cũng có BD luôn. Còn cái này nó chỉ có một chữ BD một mặt thôi. Còn bên này nó không có, bên này là trơn. Thì đây là phiên bản 4, cái dây nó dày hơn, nó giống như phiên bản 1, phiên bản 2 đó. Còn cái dây của cái phiên bản 3 nó mỏng hơn. Ok rồi, cái cách để lấy được cái sản phẩm tặng từ Mỹ này về mình sẽ để cái link ở phía dưới các bạn tham khảo ha. À, nếu bạn thấy video ngày hôm nay hay thì giúp mình like, share, subscribe kênh để ủng hộ. Chúc các bạn ngày vui vẻ. Bye bye. Bye bye.